Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad bên bản China nhá. Bên bản này thì nó vừa ra cái map mới. À đâu, ra được mấy hôm rồi. Nhưng mà mấy hôm tôi bận nên tôi chưa làm được clip. Mà tôi thấy bên bản China ra nhiều chế độ hay lắm nhá. Để tôi sẽ test dần cho các bạn xem và test cái map mới trước. Thì map mới nó không như cái bản quốc tế đâu. Bản quốc tế chế lại từ cái map Livic. Chơi không khác gì map cũ. Nhưng mà mang tiếng map mới nha anh em ạ. Còn bên này thì map mới là nó mới hoàn toàn nha. Nó không giống gì so với những map cũ. Và bắn cũng rất là hay luôn. Rất phù hợp với những anh em máy yếu ấy. Tại vì cái map này chơi chỉ được 32 người thôi. Và map này có cái con xe mới cũng rất là hay nha bạn. Để lát mình test thử cho các bạn xem. Rồi, tầm này khá là đủ đồ ấy nha bạn. Qua chơi luôn này. Mình thấy có rất nhiều cánh dù. Lát anh em ạ. Hoặc là chỉ hở đúng mỗi cái tay thôi nhưng mà sấy không trúng. Để mình đẩy sang luôn này. Đây, bên trong nhà này. Ngoài cũng có luôn này. Rồi. Ok. Nóc 2. Không biết là còn nữa không. Mình nghĩ là còn, lúc nãy mình thấy có 4 người nhảy xuống đúng không? Kìa, cắn trộm mà. Trời ơi, nghiêng đầu. Vẫn knock các bạn ạ. Map này thì nó sẽ không cho cứu lại gì nhá. Nó như là game bình thường thôi, không có cái sự kiện gì cả. Chỉ là một cái map mới thôi anh em ạ. Ô kìa, có người. Rồi, nóc 1 này. Thực ra thì bắn ở đây toàn nóc các bạn ạ. À, nấp à. Làm sao nấp được hả bạn. Ô kìa. Cái định mệnh đồng đội bạn ấy đứng phía sau cover các bạn ạ. Sợ thật. Team này chắc mới tới thôi. Không gạt được rồi. Ngay cái viền này có một ông này. Hiện Q nhưng mà không biết là Q nào đây. Nãy mình bắn tận 2 Q nhưng vẫn chưa có hiện hết cả hai. Ông gần nhất thì như là đang được cứu rồi. Mình nghĩ là nguyên team hay sao ấy. Ồ, yếu này. Kinh thế nhở. Vâng, ló người ra phát là bị bắn luôn ạ. Sợ thật. Trên đồi có một cục thính vừa thả. Đông vậy. Ba ông luôn ạ. Khiếp, ông kia nhấp nhả kìa. Thôi, chúng ta sẽ đổi góc một tí. Rồi. Confirm cái nhẹ. Nên chìm cút thôi anh em nhỉ. Tầm này cút là hợp lý. Tại vì bo nó cũng khép rồi. Các bạn cứ để ý. Map bé thì bo nó cũng rất là nhanh. Bo hầu như là liên tục luôn. Các bạn chỉ cần không để ý phát là chạy bo SML. Tôi nghĩ chạy lên trên này một tí. Đây. Sau lưng cũng gọi là ổn nha. Hết xui thôi. Tầm này bắn nhau thì xung quanh sẽ nghe được hết đấy. Mắt này. Bất ngờ chưa. Đây. Đi luôn. Và còn phía sau lưng. Đấy, mình nghe bên này có tiếng súng. Ở đây thì bắn nhau phát là biết được nhau ở đâu luôn đấy các bạn ạ.
tại vì map rất là bé. Rồi, mình thấy có chiếc xe đang lượn vào đây này. Ui, đấy con xe mới này. Ok, thế mà không rụng. Ngay góc bên này có người này. Nãy mình đang bắn thì cũng có một thanh niên nào đấy sấy cùng mình. Không biết là đang sấy chiếc xe đấy hay sấy ai. Đây. Ok. Knock 2 luôn ạ. Vãi trưởng thật. Sau này vẫn còn người anh em ạ. Trước sau đều có này. Xử sau trước. Rồi, hợp lý, còn trước này. Rồi, trời ơi. Vâng, đồng đội của ông này hình như bị bắn nóc bên ngoài rồi. Mình thấy có tiếng súng bên ngoài. Sợ thật. Ông tự dưng lại bánh mì kẹp thịt. Còn phía sau này mình nghĩ là đã cứu xong rồi. Ném sơ móc ra kìa. Ô, đẩy luôn à. Ghê thế nhở. Này thì đẩy với chúng tôi này. Ô, thanh niên kia kiểu đồng đội mình đâu? Còn lại còn nhoi đâu vào? Vẫn ngoài bo nha mà. Mình nghĩ là mình nên di chuyển vào bo. Chạy ra. Nấp sau cửa. À đây. Vẫn nóc anh em ạ. Thế là khu vực này vẫn còn một người. Một người đâu đó nằm quanh đây thôi. Chắc là hết rồi anh em ạ. Mình hơi bị đa nghi. Boss à? Trời ơi. Ông cuối cùng đây thầy. Mãi mới chạy lên à. Chắc là kiểu đang bắn nhau với team nào. Về cái vấn đề chạy bo thì mình nghĩ là cái map này không quan trọng lắm đâu. Tại vì nó rất là bé, đi một tí là có thể vào bo được rồi. Có tiếng xe này. Ô, đi tìm à? Căng vậy. Trời ơi, có mỗi một ông. Thích đi tìm không? Mày thì tìm. Còn ba thôi này. Mình sẽ lấy con xe này vào bo. À đâu, phía sau này có con xe mới để mình test cho các bạn. Trời ơi, mình nghe thấy tiếng chân. Có tiếng chân gần đấy nhau ạ. À rồi, hình như là bị giết rồi. Tiếng chân ngay phía sau lưng mình thôi. Đây, mấy ông này bắn đây. Rẽ vào chơi luôn này. Yếu rồi. Ui, một vết hai à? Thì một bé này. Còn một sao bụi rơm. Bụi rơm khá là to. Ok, đẩy luôn à. Bên này hơi trái tay các bạn ạ. Còn phơm cái nhẹ. Đỡ phải report vị trí. Rồi. Vâng. Và như vậy thì tôi đã lấy được cái top 1 map mới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Đấy, các bạn thấy map mới nó có hay không? Có xịn sò. Tôi thì tôi thấy nó rất là lạ và rất là hay luôn. Hay hơn nhiều cái map mới với bản quốc tế đúng không?
bảo đúng thế, kiểu nó tái chế lại. À, bên này có cái nỏ được làm lại rất là hay này. Các bạn nhìn thấy nó rất là màu mè không? Và cái tên hình như là tên này, tên mới và tên tẩm lửa à? Không biết là bắn nó có tác dụng gì, chắc là để tôi sẽ tìm lại. Ok. Quá trưởng. Ái chà, cái này đốt nhà được các bạn ạ. À, rồi tôi bắt đầu biết rồi đấy. Bắt đầu biết thêm một cái mới rồi đấy. Một tên tầm lửa là có thể đốt nhà được nha các bạn. Quá xoài thật. Chịu luôn đấy. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.